Chào buổi sáng tất cả mọi người, hai mẹ con sói đang ngồi ăn sáng đây. Hôm nay hai mẹ con sói dậy muộn. Với lại là hôm nay mẹ con sói định mình đi mua sắm nữa. Thì ăn sáng xong hôm nay bà nội được nghỉ này. Hai mẹ con sẽ sang nhà bà nội. Xem bà nội có làm gì không. Nếu bà nội không làm gì thì rủ bà nội đi mua sắm cùng. Mình muốn đi mua cho em sói mấy bộ đồ ngủ. Tại vì là mấy cái bộ mà em hay mặc ấy thì bây giờ nó gọi là co co ngắn ngắn so với em ấy rồi. Tại vì mấy cái bộ đấy là từ 12 tháng đến 18 tháng, thì bây giờ em gần 18 tháng rồi, em 17 tháng rưỡi thôi. 17 tháng 11 ngày. nên là phải đi mua mấy cái bộ đồ 1 tuổi cho em ý, thì cái cỡ nó lớn hơn ấy. Còn những cái cỡ mà bắt đầu vẫn cứ tính tháng ấy thì là nó kiểu bị dao động nhỏ nhỏ giữa lúc bé và lúc 1 tuổi. Đấy. Chạy loạn thế. Cháu ăn chán rồi. Sáng nay cháu ăn có nửa bát cereal của cháu thôi. Nhưng sau đấy thì cháu lại ăn rất là nhiều nut bar. Bây giờ cháu uống nước, cháu ngồi chơi, cháu đợi cháu mẹ cháu ăn tráng trong. Quần áo mẹ cháu giặt rồi kia. Mẹ cháu gấp rồi chứ. Mẹ cháu chưa cất vào trong phòng kia. Chị con. Đấy, mẹ cháu ăn sáng nốt đã. Sau đấy thì nhờ cháu đi ra ngoài, mẹ cháu live vlog để chia sẻ với mọi người nhé. Hôm nay bà nội mệt tại vì là cuối tuần bà nội không có cuối tuần ấy. Hôm nay là ngày nghỉ gọi là lửng lơ, không vào cái dịp nghỉ cuối tuần nào cả. Với cả hôm qua bà có khách nữa nên là bà muốn nghỉ ngơi, bà không đi thì bây giờ chỉ có hai mẹ con sói đi thôi. Ê, mẹ sói chuẩn bị lái xe nên mẹ sói sẽ không vlog đâu. Thì chị an toàn con nhờ. Mẹ con cháu đi đây. Mẹ con cháu đến nơi rồi. Đi được cái xe đẩy này chị ca, em sói sẽ thoải mái con nhỏ. Bây giờ thì hai mẹ con sói đi mua sắm đây. Và hôm nay thì nhiệm vụ của hai mẹ con là đi mua quà sinh nhật cho Kalia. Tại vì thứ bảy này là sinh nhật 1 tuổi của Kalia. Mình sẽ đi mua cho Kalia một đôi giày. Tại vì mẹ Kalia đang đi tìm cái đôi giày đấy. Hy vọng là mẹ sói sẽ tìm được đôi giày đấy để làm quà tặng cho Kalia. Với lại mua mấy bộ đồ ngủ cho em sói như mình đã nói ý. Giờ mẹ sói phải qua đường này, qua đường một cách an toàn này. Mẹ sói vừa mua được một cái váy. Tí nữa về nhà thì mẹ sói sẽ vlog cho mọi người xem cái váy đấy nhá. Hết hè rồi nhưng mà mình vẫn thích mua váy mùa hè ấy. Tại vì mùa hè bên này dài hơn các mùa khác mà. Bên này thì 12 tháng thì 10 tháng là nóng, còn mỗi 2 tháng là lạnh thì là thu đông thôi. Nên là mua váy mùa hè mặc lúc nào cũng được. Trời âm. Trời âm đi á. Hai mẹ con sói mua sắm xong rồi. Bây giờ đang ngồi ở quán cà phê để đợi đồ uống, ăn trưa. Vừa nãy thì mẹ sói có mua burger để mang đi như thế này. Bây giờ ngồi đây đợi. Sau đấy thì ăn trưa nhưng mà cho em sói ăn trưa trước đã. Em sói hôm nay có rau củ quả với lại thịt cừu, đồ ăn sẵn. Ăn xong thì mình sẽ cho em ăn chocolate custard nữa. Chiều nay ba sáu muốn đi cắt tóc, thì khi ba sáu cắt tóc thì mẹ con sói lại đi long quăng mua sắm tiếp ở cái chỗ trung tâm mua sắm mà chỗ ba sáu cắt tóc. Hai mẹ con sẽ mua sắm đấy nhanh 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 để còn về ba sói nữa. Hôm nay mình give you best of bugger. Em sói đang gọi em chim. Đây con cầm lấy cho chim ăn. Vứt xuống cho chim ăn, đúng rồi. Học nhanh quá. Thấy mẹ vứt bánh mì cho chim ăn, mẹ đưa cho là cũng vứt xuống đất cho chim ăn luôn. Đây con này. Đây. Đợi em chim quay trở lại đây đã. Đây này em đây này. Đấy, hai em này. Ui. This one. Give it to the birdie. Good boy. Chị không? Chích nhờ, lại đòi bánh mì nữa. Này này, Ruffy look. Look. Yeah.
Mua, ok mua. Rồi mẹ đưa bánh mì nữa cho đấy. Lại bước xuống đất cho chị. More, a little more. Here you go. Say birthday. Cười. Cười cái gì đấy? Cười cái gì đấy? Con trai anh chị mà nè. More. Đòi nữa, đòi nữa. Đòi nữa. More. Here you go. Oh, birthday. Party. Rafi say party. No, em ấy có nhiều lắm con ạ. Em ấy có nhiều giấy sàn lắm đây này. Thôi một miếng cuối cùng nhá. Party. Ôi, sao lại đưa miệng đấy con? Quên à? Có cho em chim cơ mà. Party. Sướng thế, em chim đến sướng. Party. Quên quên, mẹ đưa cho lại đưa vào miệng. Quên quên quên. Quên mất là cho em chim ăn. Buddy, buddy, where's buddy? Oh, em đi mất rồi. Chim đi mất rồi. Con em lại quay lại đây, con này, này. Rafi, Rafael, hey, buddy, come back. Give it to the buddy. Chị, vứt xuống đất cho em chim quay lại. Em sướng cười. Đấy không phải là ông Papa, cái gì mà Papa. Party. Gọi chim là Papa. 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 Party. Ba chói đây. Hai mẹ con về đến nhà thì mẹ sói mới chỉ kịp cất đồ vào trong nhà thôi. Em sói ngủ trên xe nên là mình không muốn dựng em ấy dậy luôn ấy. Mình muốn là cất đồ vào này, sau đấy nhấc em ra cho thật là nhẹ nhàng để cho em vẫn ngủ. Sau đấy đặt em xuống giường, xuống cũi cho em ấy ngủ. Đến khi nào mà ba sói muốn đi ra ngoài thì đánh thức em dậy để đi. Thế nhưng mà vừa về đến nhà cái thì ba sói cũng xong việc luôn. Nên ba sói nói là thôi đi ra ngoài luôn. Nên là em sói coi như là chưa đặt chân xuống khỏi xe. Từ lúc trung tâm mua sắm cho đến khi về nhà là em sói ngủ ly bì. Sói dậy rồi. Sói dậy rồi. Đấy, cháu dậy rồi đây này. Hôm nay thì mẹ sói cũng mua được khá là nhiều đồ. Và cũng lâu lắm rồi mình chưa làm một cái vlog về mua sắm. Nên là có khi là từ bây giờ đến cuối tuần mình sẽ đi mua thêm những cái gì nữa. Thì mình sẽ để tích lại, sau đấy làm hẳn một cái vlog về mua sắm để chia sẻ với mọi người là mình đã mua những gì và những cái gì mình thích mọi người nhé. Thêm một cái nữa là như mọi người biết là bình thường mình hay dùng cái foundation Rimmel Wake Me Up ấy, thì nó rất là tự nhiên và rất là mỏng. Thế nhưng mà mình dùng hết cái đấy rồi nên là bây giờ mình lại chuyển sang dùng cái lọ MAC, foundation của MAC bình thường mà mình trước đây mình cũng hay dùng. Thế nhưng mà cái đấy thì nó rất là high coverage, là như thế nào nhỉ? À, cái độ che phủ của nó thì rất là cao. Nên là ví dụ thỉnh thoảng đi đâu buổi tối có tiệc thì mình mới dùng cái foundation này thôi. Bây giờ thì vì là không có foundation nên là mình phải dùng cái foundation của MAC đấy. Và mình thấy thi thoảng mình thấy là nó hơi dày một tí nên là mình không thích dùng, gọi là dùng hàng ngày cái loại đấy. Thì hôm nay mình đi mình có mua một cái loại mới của Revlon. Thì cái đấy nó là 24 giờ giữ được 24 giờ để mình dùng xem là nó có bền như thế không nhá, và nó có trông tự nhiên không. Thì sau khi dùng mình sẽ để lại nhận xét để mọi người tham khảo nếu như mà bạn nào đang tìm loại foundation phù hợp với da của các bạn chẳng hạn. Đấy, ba sói vào cắt tóc rồi, bây giờ hai mẹ con lại đang ở cửa hàng mua quần áo cho em sói đây. Đây là cái áo mà mẹ sói đang tìm. Cái này nó có một cái miếng đáp ở chỗ đằng sau tay này, trông rất là yêu. Đấy, size nào? Mua cho em sói size 1 tuổi. Đây rồi. Here you go. Here you go. Mọi người nhìn này. Hang ngon. Nào, con đeo vào cho mọi người nhìn chứ. Con đeo vào. Ooh, cute. You like it? Các bạn thích không? Nó có các màu cơ, có cả màu đen nữa cơ. Đây màu đen đây.
màu đen vào cho em soi xem nào. Cute. Oh wow, cute dude. Giống ba chứ nhỉ? Treo kính vào giống ba chứ. Ui ui, không bứt xuống con. Mẹ sói treo lên đây giả mọi người đã. Em sói chưa biết dùng kính, dùng bây giờ là em vứt xuống ngay đấy. Em cũng giả vờ thử đeo vào tai đấy. Chiu chiu, kiu kiu. Thôi cho mẹ chi nào, mẹ chi. Ba ba. Từ sáng đến giờ bây giờ cháu mới chịu ti sữa đây. Hai mẹ con cháu đang ngồi đợi ba cháu cắt tóc. Không nhìn được ba con nhỉ. Hát kịp bập bập. Kikaboo. Kikaboo. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Nhạt nhạt thế hả con? Oh no 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 no. What should we get? Are you married? Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. No 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 no. Oh no 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 no. Cười nhạt quá con ạ. Vừa cười vừa buồn ngủ à? Vừa ngủ thôi mà. Oh no 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 no. Happy. Hôm nay em chả chịu ăn gì cả nhỉ? Hôm ăn sáng xong mình bây giờ em chẳng chịu buồn ăn gì. Hai vợ chồng lại vừa ngồi ăn uống xong. Bây giờ thì ba mẹ sói sẽ đi vào mua bàn chải đánh răng cho em sói. Tại vì mấy cái bàn chải đánh răng của em con là hết hạn sử dụng rồi. Cứ 2 tháng 3 tháng mẹ sói lại thay bàn chải đánh răng cho em sói một lần. Sói nhỉ? Bum 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 bum. Đây, đây là loại bàn chải đánh răng mà em sói vẫn dùng đây. Cực kỳ mềm. Mua luôn cho em 2 chiếc, lần sau đỡ phải mua. Ups. Đấy. Dạ. Yeah. Để mẹ tìm cho em kem đánh răng mới nào. Kem đánh răng này là cho đến 6 tuổi. Từ bao nhiêu tuổi đến 6 tuổi nhỉ? Ừ, chả nhìn thấy gì cả. Từ bắt đầu cho đến 6 tuổi. Cái này thì giống cái ở nhà rồi. Trời bắt đầu tối rồi. Cả nhà sói đang trên đường về nhà. Mẹ sói buồn ngủ quá. Vì trưa nay không được ngủ. Tối nay ba sói lại nói là 8 giờ cả nhà lại ra ngoài. Tại vì ba sói đặt mua cái gì mà phải đi lấy thì 8 giờ mới đi lấy được, nên là lúc đấy thì chắc là em sói ngủ khò khò rồi thì lên xe để em cũng sẽ ngủ thôi. Về nhà cá là phải xà ngay vào để chơi hả con? Chim. Chim. Em chim. Đúng rồi. Đúng rồi, em chim đặt vào chỗ đấy là đúng rồi. Cái gì nữa? Em nào nữa? Em nào nữa à em? Ăn tối đi em đi. Ăn tối xong tắm. Tắm xong mới đi ngủ khi khi đi. Nghe tiếng ba. Kia mọi người nhìn kia. Kia là toàn bộ đồ mẹ sói mua hôm nay đây. Ở trên bàn. Mẹ sói buồn ngủ quá. Bây giờ chỉ muốn đi ngủ luôn thôi. Tí nữa tắm cho em sói xong mà em sói ngủ mà mệt mệt thì thôi bảo ba sói đi ra ngoài một mình. Còn nếu không thì cả nhà lại đi ra ngoài. Làm sao? Làm sao? Đến cạnh mẹ nói cái gì ấy? He trying to tell me something. Tell daddy your story. Yeah. Đấy. Đấy. Đang kể chuyện cho ba nghe đấy. Do you understand what he say? He said something right. Yeah. À, tổ, 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 tổ. Em đang kể chuyện cho ba nghe. Con kể chuyện cho ba nghe đi, hôm nay hai mẹ con mình đi như thế nào? Trời. Trời.
tiếng trẻ con ở ngoài kia. Tiếng trẻ con chơi ngoài công viên à con? Đi ăn tối đi. Em đi. Daddy copyright. Chơi poop. Oh, em sói y. Ba sói đang định xà xuống ôm sói đi. Em sói y. He hasn't done one today. Hasn't done one today. Dude. There's a kid in the park, a neighbor. Rafi, trying to have dinner. Eat xong đi con, mẹ thay vỉm để ăn tối nè. Nhà sói đang ở trong gọi là gì nhỉ? Tired mode. Là kiểu trong tình trạng cả nhà mệt mỏi. Không ai muốn làm cái gì cả. Có mỗi mình em sói là chơi được thôi. Đấy mọi người nghe từ tiếng trẻ con không? Tiếng trẻ con ngoài hàng xóm đấy. Ui cháu đang ị, cháu đang ị. Wow. He's a monkey. You hear him? Em đang dặn ị, em đang dặn ị. Monkey. Ooh, buddy. Ooh. Đợi em xói ị xong thì mình thay quần áo cho em, rồi cho em ấy ăn tối đây. Thôi ơi, con chui giúp cái gì thôi, đấy? Thôi. Thôi quá. It's me sting that. Sói với ba đang Snapchat. What? 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 Em nói what? Teach Rafi that. Thôi. Rafi. Panda look. Panda. Ba bây giờ cũng suốt ngày Snapchat rồi. What? Rafi, look. Look at daddy phone. Look. What? Yeah. What? Chị chạy chị. Thối quá. Nhìn thấy ba ngồi là cũng phải leo lên cơ. Nào, hai ba con Snapchat nào. Face swap mẹ xem nào. Sói tự xem lại cảnh sói nói. What's that? Oh no. He's moved. Ba con nhà hâm hâm. Orders. Orders. Ba Snapchat con thế hả con? Chấu chê nhờ. Sao ba Snapchat con chấu thế? Mờ quá không nhìn thấy chi rồi. Đây rồi. Sói ơi. Chói à. Chói ơi. Rafi. Ooh. Oh, Dad, that's a yucky one. That's yucky. No. Rafi. Hai thanh niên đang tắm cho nhau. Thanh niên ba và thanh niên con. Oh. You alright?
Oh no. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Tóc tai vớ vẩn quá các bạn ạ. Stand up. Raffi, stand up. Raffi. Bum 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 bum. You need to wash it here then. Okay. Let's put your hand on. Rub it. Yeah, that way. That's it. Yay! Uh-oh. Xem cái mặt nào. Xem cái mặt nào. Đứng dậy. Đứng dậy cho mẹ nhìn cái mặt nào. Mẹ không quay cái mông em được. Đứng dậy. Tớ phải đứng dậy chứ mẹ không thể nào quay cái mông con được. Quay cái mông con là xấu xí. Nào con đứng dậy. Nào con nhảy với mẹ xem nào. Bum 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 bum. Stand up. Đứng dậy con. Cười gì đứng dậy. Đứng dậy mẹ xem nào. Chim chừng mặt nào. Em ơi à. Em mở. Not too long đây. You can get cold. Đấy, hai bà con sói tắm cho nhau. À, tắm xong thì ra ngoài mẹ sói sẽ mặc quần áo cho em sói. Mẹ sói chỉ đi sơ cua để cho mọi người nhìn thấy đồ hôm nay nhà sói mua thôi nhá. Đây là hai cái thớt gỗ để nhà sói ví dụ làm đồ nướng, làm những cái tảng thịt steak ấy thì đặt lên đây, xong đặt rau củ quả. Xin lỗi mọi người. Thì nhà sói ưa bày biện mà. Thì mua hai cái này này. Sau đấy thì đây là giấy để gói quà, để gói quà sinh nhật cho Kalia. Trong này là mấy cái thứ đồ của ba sói, toàn ốc vít thôi. Sữa của em sói đã hết nên hôm nay mẹ sói cũng mua thêm hai hộp sữa nữa. Chó quá. Còn bên trong này là thuốc. Còn đây mình cho mọi người xem cái foundation mà hôm nay mình mua nhá. Ui. Không biết là mọi người đã có ai dùng thử cái foundation này chưa nhỉ? Nếu như bạn nào dùng rồi thì để lại comment chia sẻ kinh nghiệm với mẹ sói nhé. Đây, Revlon Color Stay 24 Hours. Và cái màu mà mẹ sói chọn ở đây là màu Fresh Beige, màu số 250. Tiếp đến thì đây là đồ mua ở Cốt Sông On. Mẹ sói mua được một cái vay nhưng mà không khoe mọi người đâu. Chỉ cho mọi người nhìn cái màu nó như thế này trôi. Yeah. Mua cho em sói mấy cái áo nỉ. Đây là đồ để mua tặng Kalia. Mũ này yêu chưa? Tí 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 tí. Những cái đồ này thì chắc chắn là mẹ sói sẽ không để dành để đến cái vlog mua sắm để chia sẻ với mọi người rồi. Thì mọi người xem đây luôn được. Mũ len. Vì sắp mùa đông rồi mà. Mua cho Kalia yêu nhỉ. Với mấy cái áo len mỏng để mặc khoác này. Đấy, 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 đấy. Với cả một cái váy như thế này nữa. Yêu chưa? Một cái váy có hai lớp. Lớp bên trong là cốt tông, bên ngoài thì gắn sequin như thế này. Yêu nhỉ. Thì này chỉ ước con gái thôi. Một chiếc áo len mỏng màu trắng nữa. Có thể đi với cái váy này được, cái chân váy này được. Vì cũng có cái lấp lánh này này. Hi hi hi, mà nhìn cũng rất là nhã nhặn. Babe, I just looking a bit this. Hai đôi tất, một đôi màu hồng cũng lấp lánh. Với một đôi màu hồng kiểu phấn phấn này cũng lấp lánh.
Mũ này mọi người biết rồi, áo này mọi người biết rồi. À đây, đôi dép này nữa. Yêu chưa, đôi dép nhựa này này, trông đáng yêu nha. Đi với cái váy này. Đấy, đấy là toàn bộ đồ sinh nhật cho Kalia. Và hy vọng là mẹ Kalia không xem vlog này. Đấy, mình chỉ tạm thời gọi là chia sẻ với mọi người những cái thứ đồ mà mình mua cho Kalia thôi. Còn đồ của em sói thì đợi mẹ sói làm vlog mua sắm nữa nhá. Bây giờ thì mẹ sói phải giúp cho ba, giúp ba sói mặc quần áo cho em sói đã. Em sói kia, sói với ba. Ba vật lộn mãi không mặc quần áo được cho con. Need mommy help. Ok, mommy help. Oh oh, it's wrong way dad. Ba sói mặc quần chân vào trong ống tay. Dad, hit leg. Hello. On the arm. Ba mặc quần cho con kiểu gì không biết nữa. Quần áo chứ. Bong bong bong. Nào để mẹ giúp nào. À đây, quên mất là mẹ sói còn mua cho Kalia một cái lược chải đầu như thế này nữa. Yêu chưa? Hi hi. Mẹ đã giúp mặc được quần áo vào rồi, bây giờ là nhiệm vụ của ba. Đóng cúc vào. Bấm cúc vào. Có mỗi thế này thôi mà ba không làm được thì thôi rồi đấy. Ba sói còn toàn bấm cúc nhầm nữa cơ. Cái trên và cái dưới, cái dưới và cái trên. No more. No, he still have one more left. Quick daddy. Yay! Bây giờ thì mẹ sói sẽ dừng vlog hôm nay ở đây. Và mọi người nhớ là sau khi xem vlog thì mọi người để lại comment này, chia sẻ vlog của nhà sói cho nhiều người nữa, để mọi người biết đến vlog của nhà sói, để ủng hộ mẹ sói. Tại vì là mình có hỏi mọi người chia sẻ vlog của nhà sói ấy. Mọi người thấy là xem vlog của nhà sói vui thì tại sao mọi người không chia sẻ cho nhiều người nữa để có chung niềm vui như thế nhỉ? Tại vì mình chia sẻ share link của mình ở trên Facebook ấy, nhưng mà không thấy có bạn nào share lại cả, trừ có bà ngoại của sói là share vlog của nhà sói thôi. Không biết là mọi người ngại share vlog của nhà sói sao ấy, hay là mọi người thấy rằng là nó không đủ gọi là gì nhỉ, không đủ hay, không đủ hấp dẫn để chia sẻ đến nhiều người nữa chẳng hạn. Mẹ cũng không biết nữa, mẹ sói chỉ hỏi thế thôi. Nếu như bạn nào ủng hộ nhà sói, share vlog của nhà sói, mẹ sói rất cảm ơn nếu như các bạn làm như thế. Còn nếu như các bạn không làm thì đấy là cũng là quyền của các bạn thôi. Và tất nhiên là mình sẽ gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo. Bye.